Sau khi cuộc phát sóng của Hắc Ám diễn ra, đại diện của các nước trên thế giới đều hoang mang trước sức mạnh hủy diệt của Hắc Ám. Thực lực của hắn hiện tại con người căn bản không thể đối đầu, chưa nói đến việc trong tay hắn còn có hơn 50 con Úc Sang chưa xuất chiến, cộng thêm dị thú tứ giai, tam giai nhiều vô số kể. Cách thức ra tay của hắn cũng vô cùng tàn ác, trong nháy mắt đã hủy diệt cả một thành phố, điều này khiến nhân loại cực kỳ sợ hãi, phải chăng đây là ngày tận thế của loài người? Đại diện của Liên Hợp Quốc đứng ra yêu cầu với đại diện của các nước, muốn tiếp tục cuộc họp. Ông ấy tin lần này kết quả sẽ khác. Về phía Mê Vụ Đại Sơn, nơi đây sương mù vẫn phủ trắng như tách biệt với thế giới bên ngoài. Tiểu Linh lúc này lên tiếng hỏi thần thụ, nếu Hắc Ám biết rõ nhân loại đánh không lại chủ nhân, tại sao hắn lại phải làm như vậy, có thật mục đích chỉ đơn giản là muốn tiêu hao lực lượng của Ngu Tử Du? Thần thụ nghe xong thắc mắc của Tiểu Linh, trong lòng có chút suy nghĩ, y nói có lẽ hắn không muốn nhân loại liên thủ với Mê Vụ Đại Sơn. Cho dù hắn có mạnh đến đâu, cộng thêm nhân loại chắc chắn có chút phiền phức. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, Ngu Tử Du thấy cách giải thích này chưa thỏa đáng lắm, có lẽ còn lý do khác ẩn chứa bên trong. Dù sao Hắc Ám cũng là một kẻ quỷ kế đa đoan, từng bước đi đều được hắn suy xét cẩn thận. Linh lực thủy triều hiện tại đã bộc phát trong 10 ngày, cũng đã sắp tới lúc kết thúc, đợt thủy triều này đã giúp Ngu Tử Du cùng các dị thú dưới trướng y đạt được những sức mạnh mới. Có thể nói đến không gian thiên nhãn, thất đại không gian hiện tại đã mở rộng đến 1 vạn mét vuông. Mỗi khi không gian mở rộng đều có thêm năng lực mới, nguyên tố trong không gian cũng được linh lực củng cố, mạnh mẽ hơn 1 phần. Giữa cực của các không gian đều có thể xoay chuyển, trung hòa dung hợp với nhau, sử dụng không gian trái đất để tạo ra một lục địa lớn trong không gian lửa. Về phía đại địa không gian lợi dụng quang minh không gian không ngừng ngưng tụ ánh sáng và sinh cơ chi lực của sinh cơ không gian, hiện tại thích hợp nhất để sinh vật sống sót chính là không gian này. Mà lôi chi không gian cùng băng chi không gian lại không có gì thay đổi mấy. Đến lúc không gian được nâng cấp triệt để, có thể để dị thú có thuộc tính tương ứng vào là được, giúp bọn chúng có môi trường phát triển cùng tiến hóa phù hợp. Mà hiện tại sinh cơ không gian chính là đại bản doanh của thần thụ, không gian hư vô trước mắt chỉ có mình Tử Liêm có thể ở được. Phần còn lại để cho thời gian, tận lực mở rộng dung nạp thất đại không gian. Đúng như lời Ngu Tử Du nói, 7 vòng tròn lớn trên bầu trời đại diện cho thất đại không gian hiện tại đã cực lớn. Mỗi một vòng đều có màu sắc khác nhau biểu thị cho việc nguyên tố cấu tạo khác nhau, nhưng điểm chung là đều có diện tích cực lớn. Lúc này tại châu Úc, một quầng sáng linh lực khổng lồ chiếu rọi tất cả, nó bao trùm trong một phạm vi rất lớn có thể lên đến vài chục km. Xung quanh những mỏm đá gần đó, cơ hồ đều là dị thú, mà nguồn sáng khổng lồ kia chính là Hắc Ám, hắn sau khi chiếm được cơ thể của vương. Có được nguồn linh lực cực lớn, kết hợp với đội quân dị thú hùng hậu, tất cả đều là để đối phó với Ngu Tử Du. Nổi bật trong số dị thú đó chính là đại tướng quân chuột túi, lúc này y ngồi im lặng nhìn về phía luồng sáng linh lực trước mặt mà không biết rằng từ bao giờ đã có một thân ảnh từ từ tiếp cận. Chuột túi một lúc sau cũng cảm nhận được có ai đó đằng sau lưng mình, khí tức này rất quen thuộc. Thì ra là Tử Y, hắn đến ngồi bên cạnh chuột túi làm gã thắc mắc, có chuyện gì khiến Tử Y phải đến đây? Tử Y trong lòng có thắc mắc, không nhịn được mà hỏi, đi theo Tân Vương thật sự không có vấn đề gì sao, đối với nó bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là vũ khí cân bằng lực lượng mà thôi. Chuột túi đôi mắt đỏ lên, giọng điệu cương quyết, điều đó hiện tại không còn quan trọng với ta nữa, chỉ cần cho ta sức mạnh mạnh mẽ thì ai làm vương cũng như nhau. Cho dù là liên minh với hải tộc hoặc là liên minh với nhân loại, mục đích của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, chính là loại bỏ toàn bộ chướng ngại chắn ở phía trước. Tử Y nghe xong một tràng này từ miệng chuột túi, ánh mắt bất giác nhìn hắn chăm chú. Cái nhìn của Tử Y khiến chuột túi có chút khó hiểu, hắn không nhịn được mà hỏi, sao nhìn ta dữ vậy? Tử Y đáp nếu là chuột túi của trước đây, chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy. Chuột túi lặng người trước lời nói của Tử Y, hai tay khoanh trước ngực, nhìn về phía luồng sáng trước mặt. Một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp lại, có lẽ thực sự là như thế, về phần Hắc Ám, sau khi hấp thu linh lực trong một khoảng thời gian. Giờ đây thân thể nó cũng đã đổi khác, lớn hơn rất nhiều, số lượng xúc tu còn nhiều hơn. Một điểm sáng chợt lóe lên giữa khuôn mặt của vương. Đó chính là đôi mắt mang lại chết chóc, tên quái vật này muốn dùng sức mạnh của mình để tận diệt nhân loại và Ngu Tử Du. Hắn cất tiếng nói ồm ồm với đám dị thú dưới trướng, thủy triều linh lực sẽ kết thúc trong 1 tuần nữa. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ chính thức xuất phát, khởi động chiến tranh, bất kể nhân loại hay dị thú như thế nào đều không còn quan trọng nữa. Tất cả mọi thứ đều sẽ bị xóa sạch, chỉ cần bọn chúng sống sót là được. Nghe đến đây, tất cả dị thú đều gầm lên hưởng ứng, tích lũy được từng này dị thú, hơn nữa còn toàn là siêu phàm tam giai, thậm chí có tứ giai, số lượng không đếm nổi, thực lực này xâm chiến thế giới dễ như lật bàn tay. Hắc Ám có lẽ chính là cuộc chiến cuối cùng mà nhân loại cần đối mặt. Cùng lúc đó tại Thiên Sơn, đây là một ngọn núi đá chọc trời, cách xa mặt đất. Một bàn chân to lớn đạp trên mặt nước, xung quanh là những cánh hoa sen tuyệt đẹp. Đây chính là nơi ở của Bạch Tượng.
ở trên hai mỏm đá trước mặt xuất hiện hai bóng đen kỳ bí. Chỉ thấy Bạch Tượng vô cùng cung kính, đi đến trước mặt hai vị kia từ từ cất giọng thông báo, Hắc Ám đã thức tỉnh rồi. Hai thân ảnh đen xì kia cũng lên tiếng, đã đến lúc họ lên đường rồi. Mặt khác, dưới đáy đại dương, nơi ánh sáng không chiếu đến, Kinh Ngạc cùng Tam Đầu Xà đang đi tới đâu đó, rốt cuộc bọn họ đang tìm kiếm thứ gì ở độ sâu này. Sau một hồi tìm kiếm, xuất hiện trước mặt bọn họ là một cánh cửa đá được đóng chặt, nằm im lìm dưới đáy đại dương. Kinh Lạc cùng Tam Đầu Xà dừng lại, nhìn cánh cửa trước mặt. Đột nhiên, nó tự động mở ra, phía bên trong truyền đến một thứ ánh sáng chói lóa. Kinh Ngạc sửng sốt, hai mắt nhìn thứ ánh sáng kỳ lạ trước mặt. Hồi lâu ấp úng thốt lên, đây là... Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, phía sau cánh cửa kia mở ra một vùng không gian tuyệt đẹp, trái ngược với cảnh tượng im lìm, tối thui dưới đáy biển kia. Quay trở lại trụ sở của Liên Hiệp Quốc. Bọn họ vẫn tiếp tục tranh luận về những gì Hắc Ám đã nói, có người đưa ra ý kiến những gì hắn nói hoàn toàn không thể tin được. Nếu nói theo cách đó, nhân loại sẽ mất đi 90% dân số, huống chi với thực lực hiện tại của bọn họ, đánh bại dị thụ là điều không tưởng. Với lập trường của nhân loại hiện tại, dù là chuyện gì cũng không thể thực hiện được, chênh lệch thực lực không phải chỉ dựa vào số liệu là có thể nói được. Người đứng đầu liên bang Hoa Hạ, lúc này trong đầu anh ta ngổn ngang suy nghĩ. Như Hắc Ám nói, ngay cả khi nhân loại chiến đấu với dị thụ cũng không có cách nào làm suy yếu nó, vậy nó làm vậy với mục đích gì hoàn toàn không rõ. Nhưng trong chuyện này luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, rốt cuộc là cái quái gì đã diễn ra? Chẳng lẽ sự tồn tại của nhân loại đe dọa đến bản thân Hắc Ám hay sao? Đột nhiên, có tiếng kêu phát ra, dường như có chuyện gì đó đã diễn ra tại đây. Từ khi Hắc Ám xuất hiện trước mặt nhân loại, tuyên bố điều kiện đối kháng với dị thụ, toàn bộ nhân loại trên địa cầu dường như bùng nổ, hội nghị kéo dài 2 ngày 2 đêm. Và ngày hôm nay, lại xảy ra sự kiện làm rung chuyển cuộc đời họ. Ngu Tử Du xuất hiện ở Hội đồng Liên Hợp Quốc. Y đến đây rốt cuộc là muốn cảnh cáo hay đàm phán với nhân loại. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.